Đứng cạnh Hùng là thí sinh sở hữu vẻ đẹp Hàn Quốc. Thí sinh mà Hùng đặc biệt rất là yêu thích là thí sinh Nguyễn Lam Cúc, và xin được mời trưởng ban giám khảo là nhà thiết kế Thiệu Vi đặt câu hỏi với Lam Cúc ngày hôm nay. Vâng, chào bạn. Theo bạn, một nữ doanh nhân thành đạt thì còn những yếu tố nào? Lời đầu tiên, em xin gửi tới ban giám khảo cùng toàn thể các vị khách quý lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới và lời chào trân trọng nhất. Em cũng xin chân thành cảm ơn tới ban tổ chức đã kết nối để các chị em, doanh nhân chúng em có cơ hội được gặp gỡ nhau ngày hôm nay. Ngày hôm nay, em nghĩ rằng kết quả dù có thắng thua như thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng nhất là các chị em đã cùng nhau kết nối, đoàn kết, cùng nhau tự tin, tỏa sáng. Em xin trả lời câu hỏi của ban giám khảo. Theo em, nữ doanh nhân thành đạt trước hết phải là người thành công trong thương trường, có sự nghiệp với xã hội, có tấm lòng nhân ái, biết chia sẻ, yêu thương tới những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Trong gia đình phải là người con, người vợ, người mẹ đảm đang, chu toàn. Với bản thân mình phải biết chỉn chu, chăm sóc sắc đẹp và giữ gìn sức khỏe. Em xin hết ạ. Chúc mừng em, có câu trả lời rất hay.